Sống dài cùng tháng năm miệt mà, đời vui no ấm quanh năm với cùng cả tôi. Ngược xuôi con nước trôi lững lờ, xanh thẳm ruộng đồng bát ngò quê hương. Cửu Long chín nhánh phù sa, vòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Cửu Long chín nhánh phù sa, vòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Vũ Hùng kênh Sông Nước Cửu Long xin kính chào quý bà con cô bác các bạn. Rất vui gặp lại quý bà con cô bác các bạn trên kênh Sông Nước Cửu Long Nguyễn Hùng. Hôm nay Nguyễn Hùng cũng về sông Hậu để ghi hình anh với chị làm nghề xúc cá bè trên sông Hậu. Rồi mà cả nhà mình cùng đi theo với Nguyễn Hùng nhé. Lấy anh hai anh hai xúc bị nó quá luôn. Ổng giờ làm đỡ không anh? Dạ. Dạ không về quay bên sông Tiền bánh đâu. Ô cái này quá nhiều rồi cả nhà ơi. Hùng cũng mong nhận quý bà con cô bác và các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Cửu Long cho Nguyễn Hùng một like nha. Nguyễn Hùng rất cảm ơn. Nguyễn Hùng làm những video này cũng nhờ quý bà con cô bác các bạn ủng hộ. Nguyễn Hùng mới có động lực để làm thêm nhiều video mới cho bà con cô bác các bạn xem và trải nghiệm.
hai này anh lịch nha, anh xúc trứng lên trời cái thau bự, anh xúc cái thau cái cá nhìn cả nhà anh thấy cái thau, ủa sao bự cái thau à? Nghĩ lao sao ô qua cái này ông mèn ô lớp để dính lưới này chắc nhiều dữ lắm mà. Ô một vị luôn cả nhà, ô nó dính lưới túa xua lo mà gỡ đó. Chị hai là gỡ tiếp luôn rồi kìa. Múc một lưới này hai vợ chồng gỡ sẵn luôn. Ồ, một con hồng cá luôn. Xúc này hai nó mạnh thiệt nha, to quá bự lên xúc. Sáng chủ bè này ăn cá bông nha, đó. Chắc mới đi chợ về đây ăn cá bông đây thấy cũng to thế. Dễ dụng cái xuống sông luôn. Đấy là gọi là xúc mót lại nghe cả nhà. Đó. Xúc mót là cái luồng của anh mới xúc nãy đó. Xúc cá này là cũng là kiếm tiền được lắm nha cả nhà, cá sát nè, cá he nè, cá dinh nè, cá
linh là như ít đó, cá sát như là gì, cá sát bạn, cá này nó đắt tiền không có linh lắm nha cả nhà. Cái này con ý này nhảy bay lên dành một trọ lô con nhảy kìa. Ồ, con này nhảy thấy ham luôn. Ồ, bây giờ này có lý à. Nhảy gần như mưa luôn. Quá đẹp luôn. Quá nhiều cá bây giờ. Wow, cái này có lý này, dính lưới chậm chậm là có lý à. Nhảy à, con thấy ham cả nhà. Cái này cũng dính lưới này nè, có lý không?
Hồ cát. Cát nhảy. Lấy này. Wow, này nhiều. Này khá là cả nhà ơi. Đây là vật này có lý. Quá hung rồi. Thôi mà phải nhà không à, số gì cũng ư. Cá gì thế nhảy bự quá đây. Để lung tung tung một kìa. Đó, 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 bay lên á. Ồ, cái gì hay cái gì bự quá.
này có lấy là phải có nhảy à, nhảy là có lấy à, không nói gì hết. Đó. Rồi, cảm ơn anh hai chị hai rất nhiều. Mình cũng khép lại video, mong quý bà con cô bác các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Cửu Long, cho Hùng một like và đăng ký kênh Hùng. Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video sau.